Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận A Quang Anh, thành phố A Quang Phòng đã thi hành lệnh tóm tạm giam đối với Bùi Đặng A Quang 1981, trú tại số 61, tổ dân phố, phường Cát Bi, quận A Quang Anh, A Quang Phòng. Trước đó vào ngày 11 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận A Quang Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đặng A Quang để điều tra về tội vi phạm các lao lý về sử dụng đất đai được lao lý tại Điều 228 Bộ Luật Hình Sự, Điều 36, Điều 143, khoảng 1 Điều 153, Điều 154, Điều 179 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân phường Cát Bi, quận A Quang Anh đã xử phạt hành chính nhiều lần đối với Bùi Đặng A Quang về các hành vi xây dựng trái phép, buộc tháo dỡ xây dựng trái phép nhưng anh ta chống đối, không chấp hành. Thời gian qua, tình hình lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng đô thị khu vực dọc hai bên tuyến đường Bắc Sơn Nam A Quang đường Quơ Băng thuộc phường Thành Tô, quận A Quang Anh, thành phố A Quang Phòng, có diễn biến phức tạp, gây mất bình an trật tự, tạo dư luận xấu trong nhân dân. Ủy ban Nhân dân quận A Quang Anh cho biết, khu đất dọc tuyến đường 7/3 phường Thành Tô có nguồn gốc là đất quốc phòng của sư đoàn 371. Tuy nhiên, đất này có quyết định phân lô cho các quân nhân để làm nhà ở, mặt sau các lô đất này bám mặt đường Quơ Băng. Lợi dụng việc một số lô đất trống chưa có người ở hoặc làm lán tạm, quy tôn, một số kẻ xấu tự tháo dỡ hàng rào cũ, tổ chức quy tôn lại để chiếm đất. Các lực lượng tác dụng quận A Quang Anh, phường Thành Tô kịp thời ngăn chặn, xử lý. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Thành Tô cho biết, thời gian gần đây, tình hình bình an trật tự tại địa phương diễn biến phức tạp. Các băng nhóm xóm hội đen tổ chức đông người tập trung vào khu đất tiếp giáp với tuyến đường Quơ Băng tuyến đại lộ Đông Tây dài 20 km từ xóm Bắc Sơn, huyện An Dương đến phường Nam A Quang, quận A Quang Anh, đầu tư bằng nguồn vốn vay của ngân hàng quả Quơ Băng để săn lấp, quy tôn nhằm mục đích chiếm đất. Trong số những băng nhóm nhập cuộc cướp đất ngang nhiên này, chính quyền địa phương xác định có nhóm của Bùi Đặng A Quang Nga Quang Dỗ, huy động đàn em mang theo cả đao, kiếm diễu phố thị uy khiến người dân khu vực khiếp sợ. Chiều ngày 3 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố A Quang Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đoàn công tác đô thị đã trực tiếp thị sát khu vực các băng nhóm giang hồ sâu xé, ngang nhiên cướp đất để xây dựng trái phép tại khu vực đất hai bên đường đại lộ Đông Tây đường Quơ Băng, thuộc phường Thành Tô, quận A Quang Anh. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố A Quang Phòng đòi hỏi các cơ quan tác dụng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các nhóm côn đồ lấn chiếm đất quốc phòng tại khu vực sân bay Cát Bi. Hiện Công an đô thị hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận A Quang Anh tập trung điều tra và mở bao la vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo lao lý của pháp luật.